Ôi cái đó đó tôi cái hay quá đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ khi nào mà hay cô Tiêu mình hát mấy cái nhạc này vậy mấy bạn? Từ khi nào mà hay cô Tiêu mình hát mấy bài nhạc cổ cổ vậy? Alo. Em mà hồi đó mà cổ bài đấy hơi bị hay nha. Bây giờ mình đang là trên hết chị. Ôi, bạn nào biết mấy cái bài mà Kai vừa mới hát không? Mấy bạn bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Ok, trời lâu mình sẽ chào tất cả mọi người. Nhưng đã quay những người xem với mình. Chúng ta sẽ làm bài trên đồ của chị đồ. Chúng ta sẽ tôi cho đây. Và ngày hôm nay sẽ đến với một video mới. Chúng ta sẽ đến với Minecraft. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có sự hiện diện của đầy đủ tất cả hành viên của Hero Team. Trừ Mimi. Tại vì Mimi mấy bữa nay bị gọi là sao ta? Bị hành cái chân á anh em. Mimi bị bệnh. Đâm ra là Mimi không có wow quay video cho mình được. Đâm ra là anh em thông cảm nha. Và hiện tại là ở đây chúng ta có 7 hành viên quay đầu tiên rồi đó. Và hiện tại anh em thấy quen không? Bad World của HeroMC.net. Nếu bạn nào muốn thì các bạn hãy vào trong server này chơi cùng với bọn mình nha. Và ngày hôm nay đừng vào nữa, server này đông lắm rồi các bạn, đừng vào nữa làm ơn. Gì vậy? Khỏi vô đông lắm. Ok các bạn ạ, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Bad World. Tuy nhiên sẽ có một luật lệ khá là hấp dẫn ở đây. Các bạn biết là luật lệ gì không? Đúng rồi, đó chính là tất cả chỉ được dùng cung, không được dùng vũ khí khác, không được cầm kiếm, không được cầm gì hết, chỉ dùng cung thôi. Mọi người cầm cung, mọi người bắn, mọi người đánh, mọi người làm gì tùy mọi người, nhưng chỉ được dùng cung, còn vũ khí khác bị cấm. Và đặc biệt hết đó chính là trong Bad World ngày hôm nay mình sẽ cùng với vịt một đội, còn tất cả các thành viên còn lại sẽ một đội, đó tức là 5 người đánh 2 người. Sẽ rất là căng thẳng luôn đó các bạn ơi, mà đặc biệt là dùng cung nữa nha, là mấy ba mấy má này gọi là bắn tụi tôi đi không được luôn, mấy má bắn ná thở luôn á. Ok, rồi mà trước khi vào video này thì các bạn đừng quên đây là một like và xem xét đây, nhưng mà comment cho kênh YouTube của Shadow với Shadow ở bên trên báo cái bên đăng ký để nó báo mỗi khi rồi các bạn ơi. Chứ bây giờ sẽ được 2 triệu subscribe nha, và các bạn cũng đừng quên các thành viên còn lại của Hero Team đang nữa trong đây nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào trận thế nào? Let's go. Ok, vô nào, bây giờ mọi người nhá, bây giờ mình nói nhá, bây giờ mọi người đang trên thấy trên tay mình là một cây kiếm gỗ đúng không? Bây giờ là mọi người phải gọi là đổi làm sao cố gắng nhặt vàng để mua được một cây cung. Xong là mua cây cung rồi đi bắn nhau, chứ không có cầm kiếm đánh nhau nha. Không có cầm kiếm đánh nhau nha, lấy cung bắn nhau. Cung bắn thì còn sướng hơn nữa. Cấp con, có được xài cấp xài điều gì không vậy? Được, được xài cấp xài điều, nhưng mà cấp điều đâu có đau đâu cay. Không, ý là phải dùng để còn đi đập giường với anh. Ừ có thì có. Này, tức là bây giờ nhá, cung á mọi người hãy dùng cung để mọi người có thể đánh, hoặc là mọi người có thể gọi là dùng cung để bắn, tùy mọi người. Mọi người làm gì cũng được được không? Miễn là dùng cung thôi, đừng dùng những cái khác. Thì có thể dùng cung để chọi vào mặt nhau. Đúng vậy. Ok. Ok bị lắc. Ở đây bị lắc. Sao rồi chết rồi? Đâu có em đâu chết đâu, đã chết đâu. Thấy Simi la lên hú hồn từ lâu. Dịch như một thói quen, cứ thấy Rô la lên là dịch hỏi Rô chết. Nhưng mà thật là Rô chết không? Không, chết đâu. Nói chung là đặt chân của Rô là vào trận là phải rớt xuống. Đấy. Đúng rồi. Phải quen luôn á. Tự thua nhưng mà lại rất tự hủy mình. Nếu Rô chết thì chắc chắn là chỉ là tự rớt thôi chứ đâu. Không quen được rồi. Rồi. Em giết được một mạng rồi nè Dịch, em giết được một mạng rồi nè. Em ơi. 10 điểm. Bạn là số 1. Cái đồ đánh con gái. Bạn là nhất, bạn là 10 điểm. Đánh con gái nè. Đánh lúc con gái á, gì đâu vậy? Chào ơi. Ủa sao rồi, em mặc được một vàng nhỉ? Bắn bạn mày ơi. Thì em chung team với Dịch mà, bây giờ nhá, cả team nè. Bây giờ là em với Dịch sẽ cùng team, còn 5 người còn lại sẽ đánh một mình team em với Dịch, hiểu chưa? Ê, tức là mình chung team á, ông ơi, hồi nãy giờ bọn mình bắn nhau như vậy? À, thích à, được. Bắn luôn. Rồi xong, anh em tương tàn rồi. Ê, bây giờ mình Dịch với Rô kìa. Rô với Dịch kìa mọi người. Team hết mà. Gì đấy, siêu làm gì đấy? Gì đấy? Cái gì đấy? Ủa đâu mà đi? I'm coming. Mọi người ơi, Rô đang có em. Đây. Đồ gì vậy? Nó rất là thân thiện, không động chạm đến ai, không đọc tên ai, nó tự qua bắn mình như cày tê. Nó có cung, nó bắn mày à. Bỏ
bao đỉnh bắt cô em không đỉnh rồi cho bao nổ qua rồi mày té. Nhìn con xích nó có làm gì đâu. Sao mắng này. Mọi người ở bên này nè, mình đông tới bên này nè mọi người. Đi. Thực sự. Ai cha, bà mua nữa kìa, hồi chim nó nhấp mình rồi vậy đây. Cái liên quan này chị có làm gì đâu. Thôi, tôi thấy bà bắn tôi rồi. Trời ơi. Cây, cây à. Ám qua Rover qua được không? Ui ghê. Sai. Ghê vậy. Qua rồi. Đây 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 đây, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xuống Em bên kia, ôi bên kia đánh nhau căng ấy giờ, bên kia đánh nhau căng đúng không ơi? Đâu thế? Lỡ ghi bay gì đây rồi? Không sao, đi qua, đặt tay được. Qua. Đẩy xuống. Đẩy xuống nha. Mất giờ, mất tiêu rồi, trời ơi. Bực thế nha. Ủa, xem mất giờ rồi nè. Xem mất rồi. No. Mất giờ. Mới đã mất giờ rồi, gì đây? Ok, quân trong. Chị yên tâm. Gì vậy? Hãy mệt ghê luôn Phong ơi. Bắn nhau rồi. Dịch lên. Cây tiết à. Ai sao mà cầm kem? Ôi. Tôi đã nói là không cầm kiếm mà, alo không có cung mày cũng phải cầm tay không đánh chứ. Nhưng mà cầm kiếm bôn chưa kịp làm gì hết. Thì chị cầm tay không chị đánh chứ, không có cung mà cầm tay không đánh chứ mà cầm kiếm mà quật em anh. Không, người ta còn muốn một mạng người ta phải bảo toàn sự sống người ta chứ. Không, như thế là ăn gian, chịu không, như thế là ăn gian. Đừng nghe mình tấn công dịch liên tục này mọi người, đó, cho dịch qua thì thoát được không. Bốn thằng ở đây. Bốn đứa nó trên đây nè. Chạy liền. Của những đứa nào ấy? Bốn đứa nó trên đó, đánh đem ơi. Còn nhà của những đứa nào ấy, nhà của ai ấy? Qua đập nhà xa mình. Đâu dịch đâu. Ôi khó anh em à, tại vì căn bản là bây giờ cầm cung nó không có đam anh em được không? Hay dịch ơi, được. Được quá anh ơi. Bây giờ nhà Phong đi anh, Xuống chậm lại mọi người ơi, xuống chậm lại. Phong ơi. Mình không sợ, nhà mình có mất thì mấy ông Đâu rồi? Xong rồi nha. Hay giờ đây, được giờ đây. Chị cầm kiếm chị lao về phía em, chị hiểu không? Nó không có
chơi 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 với mấy người gọi là cứ mình giao lột ra xong rồi chơi trái lột nó khó chịu dễ mang luôn á. Dịch bên đây, dịch bên đây mừng. Chạy. Đúng rồi, dịch đánh thầy ơi. Đi mua luôn. Bảo tàng nha, bảo tàng mạng sống mọi người ơi. Bảo tàng mạng sống mọi người ơi. Bảo tàng mạng sống đi. Rồi, hình như dịch tiếp theo. Mọi người mất hết giường rồi nha. Đúng rồi, bảo tàng mạng sống nha. Làm gì làm, mạng sống. Ôi, ôi, sao lắm. Đây. Đi ra. Chùa gì anh quá trời đất luôn nè. Về mua đồ nha. Chạy đi Nhật ơi, chạy đi Nhật. Bố đưa là gì em chạy sức quần luôn. Ok. Rô qua. Đây đi. Yes. Like you do. Cây vẫn còn. Mình mới được giường của hai ổng luôn rồi. Mình chết luôn. Cây. Lên trên. Có rô. Cây đâu rồi? Bình tĩnh thôi.
Ai em đang rất bình tĩnh nha. Bên kia cũng phải là một người gọi là gì ta? Rồi bắt cô ta. Đang lâu, đang lâu. Em lùi đi, xem lùi đi. Lùi đi. Lùi mà. Chơi anh kia mà. Khoan, dịch đang gần mình, what the heck? Oh no. Chơi sao chứ anh, chơi sao chứ, đúng rồi. Quê. Oh my god. Ôi, sao? Sao đâu, chơi sao chứ. Quay. Ôi, trời ơi, cái đó còn vàng cái. Ôi. Ôi, vỡ cầu ơi. Ở trên. Ở trên, trên, cẩn thận. Đấy, trúng rồi. Nó dưới nè, này, nó dưới nè. Ui ôi ôi. Đi đây. Mình đi, mình nhặt ngọc đi anh. Bây giờ bắn cung mà mình bắn cung này nó yếu quá. Bây giờ mình bắn, đừng bắn cung thường nữa. Bây giờ mình mua cung của mấy cái ngọc này nè. Đấy, bắn cho nó đã. Ok. Đi. Qua không qua. Giờ kéo tìm gương chưa, giờ kéo tìm gương chưa. Không kéo tìm gương cho anh. Oh my god. Mệt quá à. Thế luôn á. Thật sự. Lục bảo nè. Ok. Mấy bạn không ra xíu nữa, mất giường nữa bạn thua đấy. Biết, rất biết điều đó. Không, người ta vẫn có giường hơn mình, là mình là ngầu rồi. Mình quay rồi. Bây giờ nhá, bây giờ mình phải bắt lẻ một người chứ nè. Bây giờ phải bắt lẻ một người chứ. Bây giờ mọi người, bây giờ phải tiêu diệt rô chứ hả? Đấy, ok. Rồi. Hoặc là phải trước gặp ai có tiêu diệt đi, mặc kệ. Ok. Tiêu diệt hộ các bạn. Con đập giường đi, con đập giường ngoài rồi nè. Em có cách. Đây. Cách nào đi? Ủa, thế là tôi mất giường rồi nè. Ủa, mất rồi hả? Mất rồi. Để tôi nói cho bạn biết nha, lúc mà tôi còn giường tôi chơi không cẩn thận nha bạn. Lúc mà tôi mất giường rồi các bạn thấy. Ok. Mệt nha. Đi qua đây. 6 lục bảo. Ui. Ok, đi. Rồi. Đi luôn. Let's go. Bây giờ lấy được bao nhiêu vàng cứ đóng hết táo vàng vô nha dịch. Mình cần táo vàng đúng rồi mọi người, mua táo vàng đi. Ờ hả, táo vàng. Ok. À, mình có cục bom nữa, để mình mua cục bom luôn. Ủa, chơi được không? Được. Mình dùng được hả? Được. Chỉ cần dùng được thì cũng mua đâu. Ok. Các bạn đừng áp sát tầm gần mình nha. Mình tuyên bố luôn, mấy bạn áp sát tầm gần mình là các bạn thua đấy. Ok. Các bạn hãy cứ đứng tầm xa đi, các bạn đứng tầm gần mình các bạn thua đấy. Nghe bạn tự tin phép nhờ. Tự tin chứ. Chắc ổng phải có ác chủ bài rồi. Không được đâu. Đồ ngáp ngáp luôn chứ cũng chết rồi bây giờ. Cay ơi, đi đâu vậy? Thôi bỏ. Đừng rẻ, cay ơi, đâu rồi, chết đâu nào. Ê ơi. Đây em thấy cay đi giống này nè. Đây. Qua luôn anh, Trận này gắt quá. Trận này căng đấy, tại vì cái này dùng cung anh em mà không được dùng kiếm. Lên xăm ơi. Tham gia là bọn mình phải đánh bằng cái cung này nè, đây là trời ơi khó lắm luôn á. Phải làm sao? Thấy rồi. Oai. Ôi. Đâu vậy? Bên kia. Ôi, đấy. Tắt ra hai bên. Ôi. Gì vậy? Sao chân rồi bà? Cay nhường cái giường nữa. Ôi, qua công đi. Ôi, nó bên này. Không đâu, nó bên này. Xuống. Đây. Nó đâu rồi? Nó bên đây, xuống lên nè. Oh my god. Đây. Ôi. Ok. Tao vàng hơi bị nhiều nên người hơi xịn. Bắn cay đây. Yes. Ok rồi. Cay liều. Gì vậy? Tao chết rồi. Cay liều. Chết rồi. Ui. Trời lát nha. Lát. No, yes! Yes, my boy!
em. Tôi giết được Phong trước không mà thua rồi. Ờ, cũng may là cái quả hồi nãy Phong lao qua, xong rồi Phong đứng sát rồi cái mình đẩy bắt một nhẹ, cái Phong rớt xuống không là cũng thua rồi đây mà. Tại vì Phong trong đây Phong nâng cấp đồ ghê lắm anh em. Ok, và video của mình đến đây cũng đã xong rồi. Mình đều có bạn thì video này đừng quên like, share, subscribe cho kênh mình nhé. Mình sẽ nói mình đi nha. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại tiếp mình tiếp. Bye bye. Bye bye.